Rào cổ lam là một trong những dược liệu cổ quý hiếm, được sử dụng với rất nhiều công dụng trong y học. Chính vì vậy, rào cổ lam còn được ưu ái đặt tên là cỏ trường thọ. Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh các tác dụng của rào cổ lam với những bằng chứng rất rõ ràng. Rào cổ lam có tên khoa học là Zinotema pentapilum, là dạng cây thảo có thân mảnh. Rào cổ lam đã được ghi vào trong sách cổ Nông Chính Toàn Thư Hạch Chú, quyển hạ năm 1639 của Trung Quốc, và được các vua chúa Trung Quốc sử dụng để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, làm đẹp. Do vậy, rào cổ lam còn được gọi là cỏ trường thọ. Vào năm 1976, khi nghiên cứu một bộ lạc có tuổi thọ trung bình là 98 tuổi sống trên vùng núi cao, người Nhật Bản đã tình cờ phát hiện ra người dân nơi đây đã dùng rào cổ lam chế biến thành trà uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe. Người dân Nhật gọi rào cổ lam là phúc âm thảo. Năm 1997, lần đầu tiên, giáo sư Phạm Thanh Kỳ cùng các cộng sự đã phát hiện một quần thể rào cổ lam mọc tự nhiên trên núi Pan Sipang, Lào Cai ở độ cao 1.500 mét. Rào cổ lam thì đã được người Việt chúng ta cũng như nhiều dân tộc khác trên thế giới sử dụng từ nhiều thế kỷ trước. Như ở Nhật ấy, thì như vậy là người ta đã sử dụng, có nhiều vùng người ta đã sử dụng rào cổ lam như là thay uống nước chè, và thấy là nó có tác dụng tốt đối với cơ thể, đối với sức khỏe, và đặc biệt là giúp cho cái tuổi thọ nâng cao lên rất nhiều. Cho nên là đã có một cái tên gọi là phúc âm thảo, phúc âm thảo. Đấy. Hoặc là nhiều vùng ở Trung Quốc thì người ta cũng sử dụng rào cổ lam như là mỹ thuốc, uống thay nước chè, và cũng có cái tác dụng rõ rệt đối với sức khỏe và tuổi thọ. Đấy. Cho nên là người ta đã có những cái tên rất là đặc biệt, ví dụ như là cái cỏ thần kỳ, hoặc là trường sinh thảo, hoặc là trường thọ thảo. Đấy. Thế ở Việt Nam thì nhân dân ta cũng đã nhiều vùng cũng sử dụng cái rào cổ lam này như một cái vị thuốc để mà bổ dưỡng, nâng cao sức khỏe. Cây thuốc rào cổ lam có tác dụng trong việc giảm mỡ máu. Người thường xuyên uống nước từ cây này có thể ức chế tăng 71% lượng cholesterol trong máu, ngăn ngừa các bệnh biến chứng về tim mạch, xơ vữa mạch máu, làm tan máu đông, chống huyết khối, giúp máu lên não lưu thông nhanh. Uống nước từ cây thuốc rào cổ lam hàng ngày có thể giảm căng thẳng, chống lại quá trình lão hóa và có giấc ngủ sâu, bảo vệ tế bào gan, tăng tiết mật, tăng cường chức năng giải độc cho gan. Cây thuốc rào cổ lam giúp hạ và ổn định đường huyết do cơ chế tăng tiết và tăng độ nhạy cảm với insulin. Nhưng bao gồm có nhiều cái loại nó hơi khác nhau một chút về đặc điểm, tức là loại ba la thì người ta gọi là cái như là loại cổ yếm, lá bóng, hoặc là năm lá là ngũ diệp sâm, hoặc là với loại bảy lá thì gọi là thất diệp đờn. Nhưng mà nhìn chung những cái loại rào cổ lam này tuy khác nhau về một số cái điểm về mặt thực vật học như vậy, nhưng đều có những đặc điểm chung. Đó là bên cạnh các cái có một cái hàm lượng cao về các cái flavonoid, thì đặc biệt là nó có rất chứa một cái lượng rất phong phú các cái loại saponin. Và các loại saponin này rất quý ở chỗ là nó giống các cái saponin có mặt ở trong nhân sâm. Nhưng mà có một cái đặc điểm là cái số lượng các loại saponin ở trong rào cổ lam này thì gấp nhiều lần, thậm chí gấp 3-4 lần ở trong nhân sâm. Đấy là cái đặc tính sinh học rất là quý của rào cổ lam. Bên cạnh đó nó còn có chứa rất nhiều những cái yếu tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Thí dụ như kẽm, như sắt, như phốt pho và các thứ vân vân. Đấy. Thì đấy là cái, và về mặt đánh giá về mặt trên lâm sàng thực tiễn thì các loại rào cổ lam này thì nó đều có những cái đặc tính tác dụng cũng tương đương giống nhau. Đấy. Cái rào cổ lam là nó có tác dụng tốt đối với việc giảm, điều chỉnh và làm giảm cái lượng mỡ máu. Đấy. Và thông qua đó nó có tác dụng giúp cho cái điều chỉnh lại cái chuyển hóa và giảm béo rất là rõ rệt. Thì những cái công trình nghiên cứu của giáo sư Phạm Thanh Kỳ và cũng như của các cái đồng nghiệp khác, thí dụ như ở Đại học Sydney ở Úc, tức là của cái tác giả là
Same Megali 999 và 2005 thì đều thấy là nó có tác dụng tốt đối với, ngoài cái giảm cái lượng cholesterol tổng hợp nói chung thì đặc biệt là có tác dụng giảm đối với lại triglyceride và cái LDL đấy. Và cái này giảm rất là rõ rệt trong cái thời hạn dùng trong khoảng độ 30 ngày. Thế và nó có cái tác dụng cũng tương đương với những cái loại thuốc điều trị mỡ máu cao trong y học hiện đại, thí dụ như là cái loại atorvastatin, tức là tác dụng tương đương với nhau. Cái thứ hai có thể thấy rõ là cái tác dụng điều chỉnh và cái glico máu của cái giả cổ lam. Đấy. Bởi vì nó thông qua các cái tác dụng của các cái phanocyte, đấy nên nó làm tăng cái độ nhạy của tế bào đối với insulin, cũng như là tăng cái khả năng sử dụng glico của tế bào, và chính thông qua nó giúp cho ổn định cái đường huyết, cái đường máu. Đấy. Là một vấn đề hiện nay rất là quan trọng đối với những bệnh nhân có vấn đề tiểu đường, nhất là ở tiểu đường type 2. Thế và thông qua cái tác dụng có tác dụng tốt đối với điều chỉnh cái mỡ máu và đường huyết như vậy, cho nên là cái giả cổ lam có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch. Đấy. Nó làm cho tăng cái khả năng chịu đựng của cái tế bào cơ tim, chịu đựng thiếu oxy đó. Đấy. Và nó làm giảm cái nguy cơ cứ là cái kết tụ, tạo những cái huyết khối, kết tụ cái tiểu cầu đấy, rồi giảm cái quá trình xơ vữa động mạch, và chính như vậy nó sẽ giảm bớt cái làm một cái thuốc tốt trong vấn đề dự phòng cũng như là điều trị cái các cái bệnh lý tai biến về tim mạch cũng như về động mạch não. Cái đó là cái rất quan trọng. Giả cổ lam nó có cái tác dụng tốt đối với lại các cái chống lại cái oxy hóa, rồi dọn dẹp các cái gốc tự do. Đấy. Cho nên là nó có tác dụng tốt trong vấn đề gọi là làm giảm chậm, làm nhẹ cái quá trình lão hóa. Quá trình lão hóa, rồi quá trình xơ vữa động mạch. Rồi nó có tác dụng tốt đối với lại cái bảo vệ tế bào gan, giúp cho quá trình giải độc của gan. Rồi hỗ trợ gọi là cải thiện cái hệ thống miễn dịch cơ thể. Do vậy cho nên là nó cũng tác dụng tốt đối với những người bệnh nhân có cái bệnh lý gan mãn tính, bệnh xơ vữa động mạch, rồi giúp cho vấn đề hạn chế và hỗ trợ những cái bệnh nhân có cái bệnh lý về u, về ác tính, vân vân. Đánh giá chung thì người ta đều thống nhất đánh giá là các loại giả cổ lam đều có những tác dụng tốt trong hỗ trợ cơ thể trong đề phòng cũng như hỗ trợ điều trị một số những bệnh lý rất quan trọng hiện nay về vấn đề tim mạch, về vấn đề chuyển hóa và hỗ trợ điều trị một số những bệnh lý ác tính.